aí, né? Vai, né? Kiếm cái gì? Dũng cây xanh đó. Dũng xanh giờ ấy lắm. Xanh bây giờ nó dính ngân hàng nhiều lắm. Mỗi lần đâu có thấy con vợ vợ mà. Vợ lúc nó cái quán nó sang lại quán nào sang quán cà phê đi sang chỗ đường vô mày đó quán nào sang mà hả nấu cơ gà dạ nấu cơ gà nó ai ai sang lại nữa đi sang mà thử nghe nó ấy nữa rồi hả thử nghe nó sang chủ nữa rồi thì thử cầm mà quán này nói ấy nữa quán quá nó quyền sang rồi quá nó đất của ông kia mà vô sang chết à mấy mặt bằng á sang lại mặt bằng của tôi ấy mặt bằng đó. Đất thuê đất đó không phải là thuê đất của ông mà đó cô chú thì ổng cái hợp đồng mà thuê mặt bằng Dũng với con rể bên Sài Gòn mà chơi chứng khoán như trên mạng. Bên này. Có trẻ hậu hả? Từ hôm mở nhà thì sang đây tới tháng năm tôi mới thấy nó trải qua chứng khoán cà phê. Sông có khúc người có lúc trên trời. Vì sông có khúc người có lúc chứ làm sao? Dũng phát lên nhà cái đất lúc đất của ông Bi Hùng đó. Cứ mua đất thì cầm sổ, mua đất cầm sổ không? Giờ đất thì bán không được. Đất trên ấy gì lắm Phước An là trên Thi Quy Xuân nữa giờ ngân hàng đòi tiền thì phải ấy thôi bán rẻ mắt cũng bán đại chúng
nó viết câu chữ của nó viết cây trang như con cồng mùa hòa nó làm diễn nhà trọ ra không cầm tôi hỏi mà người ta đưa cho nó thuê nó làm cái hợp đồng viết chữ đất này mà lúc này mà không ai dụng thì là banh hết, đất mà từ đây ngân hàng mua là banh hết, nhà hàng ăn Việt cũng muốn banh luôn. Một tháng bán mấy trăm triệu tiền là tiền bà nữa, tức ở đây làm đó không chết. Con gâu rồi giờ đâu không thấy luôn nè. Về Nghệ An. Về Nghệ An luôn. Vợ còn ở mới thấy này năm mấy ngày. Dạ. Anh có mấy miếng đất Phước An nhiều lắm, bự lắm à. Bán nè. Bán à. Bán tháo không chạy. Sao ông Khánh đi làm mà nghỉ làm nó nghỉ luôn hả chị? Ông ai chở? Tiền của anh ta. Có làm mà thấy ngày qua có làm mà. Nó mà làm được mớ tiền lãnh lương cái đầu nghỉ vài ngày rồi hết tiền làm tiếp vậy thôi. Đó giờ nó vậy đó giờ. Nghỉ nhiều quá bị ta đuổi. Mấy đứa biết cái gì đâu mà. Có đâu chục ba chục giây Thank you.
xe tải thì nó chạy chậm dữ thiệt chứ, dính đèn đỏ hoài luôn. Cho ông đẩy dài xe gùa đó. Sao chi? Beep, beep.
chó nhiều. Chó.